hai là võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp. Cả hai đội đều đã lựa chọn số 4. Vậy ai là người bí ẩn? Số 4 á, bả giống như là chân nhân của cái môn này vậy đó. Nhìn vô cái là hình dáng đâu đó nó hiện hết trơn. Vừa đẩy cái mâm ra là tôi với bà Hương quay qua số 4 rồi đó. Em tên là Hồ Lê Trường Nguyễn, em là hiện là sinh viên trường nè, khoa tiếng Anh Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Em phải là võ sư Muay Thái chuyên nghiệp, em là beatboxer chuyên nghiệp. Thiệt không? Đâu thử vài cái coi. Người bí dữ. Wow, quá dữ. Tuổi trẻ tài cao giỏi nha. Ừ, giảm cân lại xíu, bụng bự quá. Em là ai? Em tên là Phạm Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên khoa du lịch trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức ạ. Em không phải là võ sĩ Muay Thái ạ. Đây, thưa quý vị, chánh điện của chúng ta, chợ Bà Chiểu. Nhân vật này là một nhân vật tôi nghĩ quý vị sẽ quen nếu như quý vị có thích xem những cái clip hài ở trên YouTube. Và bạn ấy là ai? Mời quý vị cùng xem qua một đoạn clip. Đây là chương bài của tỉnh Đồng Tháp. Tháp 10 gì đẹp bằng sen. Đó, thì mình chọn chủ đề đó là hoa sen. Đó là cặp chương bài của Đồng Tháp đó. Nhìn vô là tôi biết hoa sen liền, thấy chưa? Đó, mình có thể lấy cái cuốn nè, đó, cái cuốn của bông sen để làm cái sống mũi, để tạo sự thanh thoát trên khuôn mặt của mình. Quen, ta thấy quen à, quen. Nhà ai ở Đồng Tháp thì dễ bông sen nha. Chương bài tiếp theo sẽ là chương bài của tỉnh Cần Thơ. Đây, Cần Thơ có cái gì? Cần Thơ có một cái đặc sản, một cái điều rất là đặc biệt đó là gì? Chợ nổi. Vì vậy mình lấy cái biểu tượng đó là hai chiếc xuồng trên chợ nổi nha các bạn. Chương bài này sẽ là chương bài của tỉnh Ninh Thuận. Ninh Thuận có một đặc sản đó là trái nho. Vậy đâu nhất thiết chúng ta hai cái chân mày phải là đồng thanh đồng thủ với nhau. Đôi khi tạo sự phá cách là bên này bên kia. Đó, cho nên bữa nay tôi sẽ lấy là hai loại nho. Một là nho đen, hai là nho xanh. Đó, hai loại trộn chung với nhau. Và sau đây sẽ là chân mày của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đầu chân cùi, sáu vai, 12 nhịp. Thương nhau rồi xin kịp về mau. Đó, mình lấy biểu tượng là cây cầu Trường Tiền là có 6 nè, 6 vài 12 nhịp đó. Tràn tiền là phải tràn qua luôn. Không có chừa là được cái gì hết trơn đó. Tây Ninh có cái gì nè? Có núi Bà Đen đó, cái núi này đen thùi lùi thì gọi là núi Bà Đen. Còn có đặc sản là cái gì? Đó là muối Tây Ninh đó. Đây thấy rõ ràng không? Đây hai hũ muối nè. À, một hũ muối này nè, hũ muối nè. Trời ơi Quy ơi, chú nói thiệt nha, hồi nãy chú thấy quen quen. Chú coi con á cầu cả trăm lần luôn á. Con dạ. Duyên dáng vô cùng. Dạ cảm ơn. Và con sáng tạo nữa. Chúc con được sức khỏe. Dạ cảm ơn chú. Hy vọng em sẽ được khán giả yêu mến nhiều hơn nha. Thưa quý vị, Gia Huy. Anh tên là Đinh Văn Hùng. Hiện đang là diễn viên tự do. Em học ai? Dạ em đang học thầy Công Ninh. Hả? Thầy tôi luôn đó. Trời đất ơi. Em là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Đã từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi Trúc? Dạ em 27 tuổi ạ. Trúc chơi cái môn này được bao nhiêu năm rồi? Dạ 6 năm. Mà cái giai đoạn mà ép cơm khi thi đấu chắc là cực lắm đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Ở vận động viên nào cũng phải ép á. Tại vì nó sẽ chia ra theo hạng cân. Cái hạng cân càng lớn thì cái đòn nó càng nặng hơn. Nên mình mà nhỏ ký hơn thì mình sẽ lợi thế hơn, kể cả về chiều cao. Cái số cân mà em ép nhiều nhất là dạ, bao nhiêu? Em ép 7kg. Những cái chấn thương mà em gặp phải trong cái thi đấu là gì? Đứt dây chằng với lại thoái hóa khớp. Bây giờ chữa khỏi chưa em? Hiện tại em mới mổ được 10 tháng và đang bắt đầu tập luyện lại được. Trời, bây giờ bạn cho Thành biết là bạn có những giải thưởng gì đáng kể trong cái sự nghiệp của mình rồi. Em được huy chương vàng thế giới năm 2023. Cái năm đó là mấy nước thi mà được thế giới giữ gì? 60 mấy nước. 60 mấy nước mà thi ở đâu? Dạ thi ở tại Thái Lan. Wow,
Em từng đạt 2 đại vô địch bán chuyên thế giới, cũng tại Thái Lan luôn. Wow. Vận động viên quốc gia luôn quý vị. Bây giờ không còn nói gì nhiều nữa, mời em ra biểu diễn. Xin cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, và sau đây, người bí ẩn của chúng ta, bạn Thanh Trúc. Tên nghe rất là nhẹ nhàng, nhưng huy chương dày được không? Vậy thôi, không nói nhiều. Dạ, huy chương này coi như là đeo mà quằn tay nãy giờ, em đứng em siêu vẹo. Ngày hôm nay, Thanh Trúc, vận động viên quốc gia Muay Thái, sẽ biểu diễn cùng đồng đội của mình đến từ câu lạc bộ Tiger Muay. Một tràng pháo tay nồng nhiệt. Cái ghét nhất là không phải mình không vượt qua được đối thủ, mình không vượt qua được bản thân mình. Ngay cái lúc mà em chấn thương thì cái cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Cái lúc mà em bắt đầu chuẩn bị chạm tới cái mục tiêu của mình, lúc đó em đặt ra rất là nhiều mục tiêu, là đấu trường thế giới rồi vô đấu trường chuyên nghiệp, do một phút lơ là lại bị đứt dây chằng. Thì lúc đó dường như là mọi thứ nó quay lưng với em hết. Nằm ở nhà không thể làm gì, mà trước khi chơi vô bỏ là em đã mổ 2 lần vì gãy chân rồi. Chân mà bị mổ 2 lần đó là nó bị thoái hóa khớp nặng, là do khi bị gãy chân rồi mổ mà vận động nhiều quá thì đâm ra thành thoái hóa khớp. Sau đó thì vô tình là đứt dây chằng, em phải mổ luôn cả 2 chân cùng một lúc.
nó giống như là nó dập tắt cả đam mê của mình. Nhưng mà bác sĩ cứ nói là em có thể trở lại sàn đấu được không? Dạ, bác sĩ nói nếu như mà em quyết tâm, có nghĩa là phải tập vật lý trị liệu, phải chích thuốc, phải điều trị có phương pháp gọi là hiện đại nhất thì mới có thể quay trở lại được. Nếu một ngày nào đó mình biết là mình không có khả năng quay lại sàn đấu thì em nghĩ em sẽ làm gì? Em không dám chắc là mình có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp được hay không. Nhưng mà em muốn là mình cứ hết khả năng có thể đi. Rồi đến lúc đó nếu không được thì em làm huấn luyện viên, thì em cũng có một cái kiến thức để chia sẻ cho vận động viên. Giống như là em đã từng chấn thương, em đã từng trải qua những cái cơn đau đó, thì em phải cố gắng làm sao cho vận động viên của mình sau này tránh được những cái trường hợp giống như em. Quá tuyệt vời. Bây giờ em còn nằm trong đội tuyển quốc gia không? Dạ không ạ. Ví dụ như bây giờ bình phục lại thì bên đội tuyển quốc gia người ta có nhận lại em không? Ví dụ như em đấu từ những cái giải nhỏ lên, con được huy chương vàng từ giải nhỏ đó, xong rồi lên giải toàn thành phố, xong rồi lên giải toàn quốc, thì đi miễn sao đâu, cái hạng cân đó là con nắm chùm cái hạng cân đó thì con sẽ được đi. Là bây giờ là đi lại từ đầu á hả? Trời ơi. Để vô lại, muốn vô lại đội tuyển quốc gia là mình phải làm lại từng bước. Là cả một cái sự đánh đổi cả thanh xuân của bạn để bạn tập, và chỉ cần chấn thương thôi thì mất tất cả. Dạ. Bộ môn thể thao nào cũng phải bỏ mồ hôi, nước mắt, xương máu của mình ra. Nếu mà được sự quan tâm của cộng đồng nhiều hơn để cho các em có cái động lực, các em tiếp tục theo đuổi cái đam mê của mình. Chúc con được sức khỏe, mau bình phục trở lại và cố gắng thực hiện cho bằng được cái đam mê của mình. Cảm ơn con. Mặc dù bạn là một cô gái nhưng mà tôi thấy là cái ý chí bạn cao dễ sợ luôn á. Bạn làm cho tôi rất là xúc động luôn á. Tôi sẽ tặng bạn 10 triệu lộ phí để cho bạn tiếp tục đi tiếp. Ok, cố lên. Chị nghĩ vậy nè. Bây giờ ha, em sẽ cần một thời gian rất ngắn để em phải trở lại sàn cho kịp cái tuổi thanh xuân của em. Bây giờ em về em kiếm thử ở bên Mỹ. Nếu có trường hợp giúp cho em được bằng cách chữa bệnh, chị sẽ tài trợ cho em ăn ở nhà hàng chị, ở tại nhà chị, và chị tặng cho em một vé máy bay để em bay qua Mỹ. Chị sẽ giúp đỡ em bằng mọi cách để em qua đó chữa cho nhanh. Không thì em sẽ không kịp. Nha, cố gắng lên. Thương quá. Cố gắng lên nha. Thưa quý vị, hy vọng rằng là bạn Thanh Trúc sẽ sớm trở lại sàn đấu để tiếp tục mang vinh quang về cho Việt Nam của chúng ta. Xin một tràng pháo tay cho Thanh Trúc, người bí ẩn.